Xin mến chào quý vị và các bạn. LTK Bonsai rất vui khi được quý vị các bạn ghé thăm video clip mới nhất của mình. Hôm nay mình ghé nhà của Thanh Bình ở quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Làm clip này gửi đến quý vị các bạn những cây kiểng tại đây, cho quý vị các bạn có nhu cầu giao lưu chơi Tết nha. Đó, mình sẽ đi vào. Chào chú Tuấn ơi. Rồi. Chào tất cả các bà con đang xem kênh ạ. Hôm nay em có về là một lô bông trang chơi Tết để giao lưu với bà con. Rồi. Đây là cây số 0. Đây là mã số 0B nha bà con. Cây số 0. Cây không số. Số 0. Số, cái này là bông Tết luôn nha bà con. Cái này nở tới Tết luôn rồi đó. Tán ngang nó là 101. Quá càng bự dữ ha. Nụ dữ dội nè. Chiều cao nó là 103. Rồi chậm 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 coi nụ chậm thôi. Đều hết ha. Đều giòn hết. Này là cho Tết một cái nó nở một cái là vàng cây luôn. Rồi đây. Cái này là bụi hả bà con? À bụi. Rồi khoảng rồi. Mấy cây gì đó? 2, 4, 6 cây. Cái này bụi này có giá là 2 triệu bao ship toàn quốc nha bà con. Rồi 2 triệu có chậu không? Không không, cái này chậu không nổi chú Tuấn ơi. Rồi rồi đổi đổi cây. Rồi cái này là cây tím sen nha bà con. Cái này mã số 1B. Này bông là nó nở một cái là tới Tết luôn rồi đó, là vừa Tết luôn rồi đó. Mấy cái xôm này nè là nở một cái là qua Tết luôn mới tàn. À. Này là trang thành phẩm hết rồi, làm chậu lâu hết rồi. Bởi vì vận chuyển mình cũng khỏe một chút. Cao là 80. Tán ngang là 70. Rồi quay vòng coi. Này cũng dạng bụi luôn nha bà con. Dạng bụi nha, chậm thôi. Rồi có giá. Rồi cây này có giá là 1,4 triệu bao ship toàn quốc luôn. À. Rồi đổi. Đổi cây. Cây số 2B à, cũng là cây tím sen luôn. Chiều cao là 85. Tán ngang nó là 74. Đó, này là bông hết luôn rồi. Rồi, xây chậm chậm nữa. Cái bông mà nó nở từ lúc bắt đầu nó nở lai gai đó như là khoảng nửa tháng nó mới tàn hay bà con. Tết luôn á. Dạ. Còn quả cái bông búp này thì còn lâu lắm. Rồi quay. Cái này cũng dạng bụi luôn nha bà con. Rồi bụi bao nhiêu? Bụi này cũng có giá là 1,4 triệu luôn, bao ship toàn quá. Từng chậu phải không Bình? Từng chậu rồi. Cái clip này em có một cặp bông giấy giao luôn với bà con, bông giấy Mỹ. Bông giấy Mỹ mà nó có cẩm thạch trong đó luôn. Ghép không? Đột biến thì sao đó. Chiều cao nó là 105. Tán ngang nó là 85. Đó. Này cũng có đế có gốc còn lớn nha bà con. Hoành là 14. Rồi, 14 rồi. Yếu một chút. Rồi. Không có ghép hả? Không, cái này không có ghép. Nó đột biến luôn, nó có dạ, dạ. Cẩm thạch luôn. Dạ dạ. Rồi, lại. Rồi, cái này có giá là 1,5 triệu bao ship toàn quốc à. Rồi, 1,5 triệu. Là bông Tết nha bà con. Cái này thì không có lại phải không? Không, cái này không có. Cái này mã số 4B bà con. 102. Nó là 85 luôn đó. Nó đang búp, yêu cầu nó phúng đọt nên là cái bông nó theo nách lá nhiều lắm đó, là tới Tết luôn, này nở tới qua Tết luôn đó. Cái này hoành nó là 15. Rồi. Rồi cái này cũng có giá là 1,5 triệu luôn, bao ship toàn quốc. Đó cây.
số 5B là cây sen cam hay bà con. Sen cam. Tán ngang đó là ở đây là 68. Chiều cao nó là 52. Ở cái này cũng dạng bụi mà già lắm hay bà con. Cái này lâu lâu mới săn được một lô. Này khó tìm. Rồi cây này có giá là 800k bao ship toàn quốc. 800k trang cam. Trang cam. Dạng bụi. Bông chơi tết luôn, này thằng chậu hết rồi, luôn này là luôn thằng chậu. Cao là 52. Nắm ngang ở đây đi. 60. Rồi này cũng dạng bụi luôn. Rồi cây này cũng là 800k luôn, bao ship toàn quốc. Rồi. Đây là 6B hả bà con? Rồi mã số 7B. Ngang nó là 72. Cao là 52. Cái này nó nở một cái là bích cây luôn. Rồi bụi này cũng có giá là 800k luôn, bao ship toàn quốc. Là số 8B. Tán ngang là 69. Cao là 57. Rồi nó cũng có giá là 800k luôn, bao ship toàn quốc luôn. Rồi. Rồi đổi cây. Đọc số điện thoại mình ơi. Số điện thoại của em là 0938020543. Mã cây số 9B. Tán ngang là 65. Cao là 55. Bụi này hơi nhỏ nhỏ hơn chút. Rồi bụi này có giá là 700k, bao ship toàn quốc. Rồi 700. Rồi đổi cây. Đây là trang đỏ một cốt thôi bà con. Cái này là chiều cao 54. Tán ngang là 59. Cái này là một cốt, cốt này chắc cỡ 89 à. Rồi rồi, quay rồi. Rồi, rồi. Cho thử cái này rồi. Thử cái này. Bán cây mà. Bán cây. 9 à. Rồi. Rồi cây này có giá là 600k bao ship toàn quốc. Rồi. Cái này thuần chậu luôn nha bà con. Rồi đó đây. Về vô chậu chơi thôi. Yeah. Này mình về mình thay vô chậu đẹp đẹp đó. 11B. 11B, này tán ngang nó 59. Chiều cao nó 58. Cái này cũng một cốt luôn. Đó, cái này cũng có giá luôn. 600k luôn. Đó ship toàn quá. 12B. Cái này cái số 12B hả bà con? Tán ngang nó là 63. Chiều cao nó là 85. 85. Cái này cũng một cốt luôn. Rồi. Rồi thử cái cốt cái 10. Rồi có 10 à. Rồi cây này cũng có giá là 600k luôn, bao ship toàn quốc. Kéo nó bằng qua. Đỡ cây, đỡ cây. Kéo nó bằng quay xích cho chồng rồi nó cháy cây. Vô nữa. Vô né cái nắng luôn đi. Dễ dở lên á. Rồi. Cây 13B. Cái này là cây. Rồi cái lô này của em là có một số nhỏ là cây bứng nha bà con. Chứ cái này không phải thường chậu nha. Ở cái giá nó hơi đừng có mềm mà 83. Rồi. Cây bứng giá mềm hơn phải không? Dạ. 83. Tán ngang nó là 38. Cây này là hồng phấn siêu bông hay bà con. Hoành nó là 8. Rồi. Rồi nó dao động cỡ 8 9 7 8 9 gì đó. Rồi cây này có giá là 450k. 450. Dạ. Rồi. Rồi cây này cũng 450 luôn phải không? Rồi 450 luôn. Đồng giá hết. Cao là 101. Rồi, nó nụ hết trơn. Tán ngang là 38.
bông nhiều luôn nè. Quạnh lắm. Rồi dưới 8 đi. Rồi 8 đi. Này có đế nè, rồi cũng giá 450 luôn. Quay, quay dạ. Rồi. Rồi, rồi. Cái này mình trồng mình để trong mát vài bữa đi. Cứ 10 bữa đi, cứ bắt đầu mình hết đem ra ngoài nắng lại. Cây này là 15B. Nó cũng đồng giá luôn, 450 ha. Dạ 450 luôn. Này dán lùng. Dán lùng lực, mình tàn dày. Tàn đặc. 56. Ngang là 39. Vậy. Này được hoành nó chắc cỡ 11, 11 12. Rồi, 450 luôn, 450 luôn. Cây số 15B. 16B. Rồi cũng 450 luôn phải không? 450 luôn. Quay đi, quay đi. Đó. Rồi kéo chiều cao được rồi. Chiều cao nó là 80. Ngang là 50. Đó, này hoành nó có 10 ha. Bà con thích cái cao thì chọn cao, thích lùn chọn lùn. Rồi, rồi, ở cây. Đó, cây này nhỏ. 17B. Mềm không? Mềm nhỏ thì phải mềm rồi. Ngang nè, cao 50. Ngang 39. Rồi cây này có giá là 400. Rồi, 400. Rồi cây này cũng 450k luôn. Cao 72. Rồi. Tán ngang là 38. Quanh chắc cỡ 7. Đó, đang búp bông hay bà con. Cái này về mình tưới nước nhiều mình để trong mát hay bà con. Rồi vài bữa mình hả đem ra ngoài cho nó tỉnh cây lại á. Rồi 18B, giá 450k luôn. Ngang 30 à. Rồi cây này cũng có giá là 450 luôn. Bao ship toàn quốc. Đó. Ở cây. Cây số 20, cây này có bộ đế đẹp quá luôn. 128. Tán ngang là 37. Rồi cây này có giá là 450 luôn đi. Quá chừng bộ đế đẹp luôn rồi. Hoành này chắc tới 90. Rồi, đỡ cây. 21B. Cao nó là 95. Tán ngang là 40. À, này búp vừa chơi tết luôn. 21B. Rồi hoành nó cũng cỡ 89 gì đó. Rồi cũng giá 450 luôn. Rồi cây 22 này giá 400 thôi. 56. Tán ngang 36. Hảo thử cái hoành này đi. Mừ. Rồi. Rồi là 400k. Đổi cây. Cây đó 22B nha bà con. Cây 23 là cây chân vàng. Cao 70. Tán ngang 45. Rồi cây này có giá là 400k. Bao ship toàn quốc luôn. Đó. Đổi cây. 24B. 86. Ngang 42. Rồi giá cũng 400k luôn, bao ship toàn quốc. Đó. Rồi đổi cây, 24B ha bà con. 25B. 62. Ngang nó 52. Rồi hoành nó cũng 90 cái gì, 89 78 à. Rồi cây này có giá 450k, bao ship toàn quốc. Cao là 72. Ngang là 45 đi. Rồi cây này có giá 400k, bao ship toàn quốc. Đó cây. Cây mấy? Cây số mấy vậy? 26B. 26B, rồi cây là 27B ha bà con. Cao nó là 70. Tán ngang là 55. Rồi cây này giá 400 luôn đi. Rồi 400k. Rồi tải đi. Tháp chơi. Tháp chơi thì có được. 28B. Chiều cao là 8. Cao 8 mấy dữ rồi. 75 đi. Tăng lên là đúng rồi. Ngang là 55. Rồi cây này có giá 450k. Rồi. Bao ship toàn quốc luôn. 29B. Cao 60. Tán ngang 46.
Rồi cây này có giá là 350k, hơi yếu chút. Bỏ cây 30, cây số 30B, cao là 75, tán ngang là 50, quạnh này chắc có 8, 7. Rồi cây này có giá 400k, hơi còn quá. 31B, cao là nó 90, tán ngang 43. Rồi cây này có giá 400k nè, bao ship toàn quốc luôn. Cây này có thoát thân cao cao một chút nè. Rồi đổi cây, cây 32, rồi đây anh cây bản thi đây, cao là 76, tán ngang là 49. Rồi cây này nhiêu? Cây này hả, cuối clip khuyến mãi 300 thôi. Cuối clip hả? Không, cuối cái lô cây trang. Rồi còn cái gì á? Còn hai cây trang lớn đấy rồi. Rồi khủng, hai cây trang khủng đó, bông đang sơm lên với ba cái bút đang lên. Cây này cây mã số là 33B. Cao là 140. Rồi tán ngang nó 127. Rồi xe chậm chậm coi nụ qua. Nụ bông coi hay nụ. Cái này hoành chủ của nó là 14. Rồi quay. Rồi cái bụi trang này có giá là 3.3 triệu, bao ship toàn quốc. 3.3 triệu. Dạ. Rồi đổi. Cây nữa phải không? Cây cuối liếc đó. Rồi mấy này là không có chậu phải không Bình? Không có chậu tính rồi. Cây cuối liếp. Cây cuối liếp. Cao là 136. Tán ngang 130. Cái này nó có 3 thân rồi con. Đây là vô chậu thùng chậu lâu rồi. Con thân đại diện nữa thôi. Thân dưới đây bự đâu thân nhỏ đi. Mừ. Rồi cái này cũng đồng giá là 3.3 triệu luôn. 3.3 triệu, bao ship toàn quốc. Anh nói bao ship toàn quốc. Tính bao ship 200 km. 200 hả? Bao nhiêu? Cây này 200 hả? 3.3 triệu. Rồi. Rồi, sao thương lượng? Rồi, có gì thương lượng giao. Rồi, cây này cũng cây có clip và em cũng chào tất cả các bà con. Cảm ơn tất cả bà con đã xem kênh và ủng hộ. Chân thành cảm ơn ạ. Rồi, cảm ơn quý vị các bạn đã xem clip. Hẹn gặp lại vào những clip sau.